Giới thiệu bà con đây là món gà và vườn nướng nha. Gà thả vườn nướng nha. Vườn này thì rộng bát ngát rồi. Diện tích khoảng 2 hát. Đó. Đấy, bà con nhìn, bà con nhìn này, gà. Đấy nha, xem cái đàn gà, thấy không? Thấy đàn gà chưa? Đấy. Đàn gà đó, đang đi ăn đấy. Đàn gà đang đi ăn ngoài vườn đấy. Đấy. Đấy chưa? À, sắp chín rồi, sắp ăn được rồi. Đang chín lắm rồi. Cho thêm tí nữa. Thêm tí nữa chứ yên tâm. Đây. Úi xưa, ngon quá. Úi xưa, ngon quá. Úi xưa. Vàng ngươm. Vàng ngươm. Ý. Mình dí thấp này, dí cho nó thấp xuống tí. Càng thấp xuống thì nó càng cái than này nó đang ấy đây, đang mỡ đang chảy. Đấy, mỡ đang chảy đấy, đấy, giò giò giò. Mỡ chảy giò 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 giò. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Đấy. Con gà này mình cắt bỏ đầu để nướng bởi vì là cái đầu nó cứ lủng lẳng. Nó buộc nó khó. Để quay ra cắt bỏ. Để nướng cho nó dễ. Đấy, thấy chưa? Đấy, đấy. Cả trống cả mái. Thấy không? Gà nướng giữa một cái vườn vừa có gà vừa có hoa quả đấy, nhìn chưa, bưởi đấy, bưởi xài chữ chịt lúc liều luôn, xài lúc liều quả luôn đấy, ngon chưa đấy nha. Mỡ nó chảy này. Theo mọi người này chín đã ăn được chưa? Chín đã ăn được chưa? Hả? À. Chín ăn được chưa? Ngon không? Rồi ôi, tuyệt vời luôn nha. Gà tuyệt vời luôn. Úi dồi, cái ức này. Giờ cái ức này mà xả ra tuyệt vời. Vẫn thể nướng tiếp. Cho thêm một lúc nữa. Một lúc nữa cho nó ăn chắc chắn. Chắc chắn là chín. Đấy bà con thấy thấy gà vườn chưa? Bà con nhìn nhá, phải xem nhá, tự mình đi ra nó chạy này. Chứ nó không như gà nuôi đâu. À gà thả, à, gà vườn nuôi công nghiệp đâu. Đấy, gà này đấy. 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 Chỉ có buổi tối mới bắt được nó thôi. Chứ ban ngày không bắt được. Thấy không? Thấy nó chạy khiếp không? Đấy. Mày nhìn nó sáng đấy là nhìn này. Con gà chín rồi nhá. Mình đi lấy thôi. Cái này là chín rồi. Ui thơm quá. Wow. Rất là thơm. Wow. Ngon tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn. Ừ.
Giòn ngon tuyệt vời. Thơm quá, ngon quá. Đây. Ngon chưa? Ngon chưa? Ấy, ấy, gà nướng ấy nhá. Như nướng. Phá ra bỏ. Nướng ngon không? Mỡ nó chảy trong dòng à. Đấy, ở trong này nhồi xả với lá chanh nhá. Đấy. Tan hết ở vỏ ngoài. Đấy. Mọi người xem cảm thấy video hay thì like, đăng ký và ấn chuông ủng hộ mình nhá. Mình sẽ tiếp tục làm các cái video khác về nướng gà thả vườn đây, nướng gà thả vườn. Nướng gà thả vườn nhá. Đấy, nhìn gà kìa. Đấy, đàn gà. Đấy. Xin cảm ơn cả nhà nhá.